Chương 3867, giữa sinh diệt, đều là định số. Trong điện, 72 ngọn đèn đầu lâu sáng tắt bất định, chiếu dọi 72 vị ma thần trên cột đồng một cách quỷ dị xâm nhiên. Trương Nhược Trần không có vội vã làm quyết định, biết rõ ở vào hoàn cảnh hung hiểm như hiện tại. Bất kỳ một cái quyết định sai lầm, đều có thể vạn kiếp bất phục, ngọc triện cường đại hơn hắn, chính là vết xe đổ, cái diệt lẳng lặng chờ, không có thúc giục. Sau một lúc lâu, trương nhược trần nói năm đó đại tôn mang hùng tiêu ma thần điện đến nơi này hơn nữa ở ngoài điện bố trí bí văn kỳ bí cùng trật tự tất có nguyên nhân mà trong điện này sử dụng bảo vật ngũ thải lưu ly cháo như vậy phòng cấm hoặc bảo vệ linh hồn hòa điện cũng khẳng định có ý nghĩa làm như vậy lấy ngũ thải lưu ly cháo cùng điện linh hồn hòa không thể nghi ngờ là phá hư bố trí năm đó của đại tôn hậu quả dẫn phát trí trụ có thể không cân nhắc nhưng ta phải suy nghĩ cặn kẽ cái diệt hiển nhiên đã sớm nghĩ tới vấn đề này nói trương nhược trần ngươi làm việc luôn suy nghĩ cho người khác sống có mệt hay không đời này tu hành rõ ràng có thể khoái ý ân cừu ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn mang gánh nặng đi về phía trước mưu cái gì ngươi phong lưu kiếm thần nhìn như phong lưu lại không tiêu dao chút nào ta là nửa điểm cũng không hâm mộ cái diệt lắc đầu lại nói ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì người lo lắng chính là hùng tiêu ma thần điện một khi xảy ra biến cố thậm chí bị ta lấy đi sẽ đem minh hà thả ra đồng thời thả ra tôn chú khủng bố tồn tại ẩn giấu ở trong minh hà kia cho dù thả ra thì sao bằng tu vi của chúng ta trước đó tất có thể chạy ra khỏi chiêu thiên khuyết tồn tại khủng bố xuất thế thì sao là lão tộc hoàng nguyên đạo tộc trăm phương ngàn kế muốn thả ra thì liên quan gì đến ngươi ngươi cùng ta bất quá là muốn mạng sống mà thôi. Nói một câu ngươi khả năng không quá thích nghe, cho dù hắn xuất thế, hủy diệt hạ giới, hủy diệt địa ngục giới, hủy diệt thiên đình vạn giới, thì như thế nào, lại nói, thiên hạ này không phải thiên hạ của một mình ngươi. Thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, còn có một ít lão gia hỏa cái gì cũng không làm. Liền trốn ở chỗ tối mưu đồ lợi ích, đợi đến tai họa lâm đầu, bọn họ tự nhiên sẽ nhảy ra, ngươi ngẫm lại phong đô quỷ thành sự tình không có ngươi địa ngục giới thật không có biện pháp xử lý sao ngăn cản thái cổ sinh linh tiên chiến cũng không phải một mình ngươi ngươi dựa vào cái gì gánh lấy trách nhiệm đi ngăn cản những này có mệt hay không a à? nghe ta vì chính mình mà sống đừng làm kiếm giới chi chủ không có ý nghĩa không có băn khoăn mới có thể không sợ hãi không có tình cảm mới có thể tâm tịnh đạo thanh chỉ giao sinh đẹp tiệt trần nhíu mày nói Trần ca, đừng nghe hắn. Hắn loạn cổ thời kỳ cô hồn dã quỷ mà thôi. Đương nhiên có thể chỉ vì chính mình mà sống. Nếu bởi vì chúng ta, đem minh hà bên trên khủng bố tồn tại thả ra, khi bách giới tan vỡ, thì cốt như núi trồng chất ở trước mắt chúng ta. Chúng ta sẽ không tha thứ chính mình, mà đạo tu sĩ, vốn là tự mình ích kỷ. Cái diệt nói, thiên mộ cũng là tu sĩ ma đạo, thiên ma cũng là tu sĩ ma đạo, côn luân giới ma đạo tu sĩ cũng không ít đi nhớ rõ Trương nhược trần có một tiểu tình nhân cũng là tu sĩ ma đảo người nói như vậy từ tâm không nhỏ a chỉ giao nói được rồi là tôi lỡ lời chí thượng trụ ngữ phong lợi hải chỉ giao lĩnh giáo cái diệt nói mau đưa ra quyết định đi lão ra hỏa bên ngoài kia chính là tu vi cấp thiên tôn được hoàng tiền ấn cùng vương miện thắng lợi uy năng trận pháp nhân gian luyện ngục đồ ngăn không được hắn bao lâu đến lúc đó phá không phá không động minh vương đại tôn lưu lại bố trí. Cũng không phải là chúng ta nói là được, cho nên, kỳ thật chúng ta căn bản không có lựa chọn. Trương Nhược Trần sở dĩ do dự, chính là bởi vì hắn còn có lựa chọn khác, bằng vào ba loại thần thông thiên mỗ lưu lại trên hà đồ. Nếu lại có phối hợp tác chiến cái diệt, là có cơ hội đem nguyên đạo lão tộc hoàng trọng thương đến mất đi chiến lực. Thậm chí, đem đánh chết, nếu không có cái diệt phối hợp tác chiến, Trương Nhược Trần thành sự nắm chắc cũng chỉ có 7 tám phần còn có hai ba thành biến số quan trọng hơn là vạn nhất trương nhược trần cùng nguyên đạo lão tộc hoàng hắc thủ khủng bố bên trong minh hà liều đến lưỡng bại câu thương cái diệt hoàn toàn có khả năng xuất thủ đem bọn họ toàn bộ thu thập xong lấy đạt được lợi ích lớn nhất đây mới là kết quả tệ nhất mà một khi trương nhược trần đem bí mật của hà đồ nói ra chế định chiến sách để cái diệt phối hợp tác chiến với mình cái diệt kiêng kỵ lực lượng của thiên mỗ ở thời điểm giao phong, càng có thể hố Trương Nhược Trần một phen. Trương Nhược Trần chợt mở miệng, nói: "Giao giao, nàng vừa rồi không phải nói, cảm ứng được đại tôn chân thân khí tức sao? Cái diệt vốn là đang chờ Trương Nhược Trần quyết định." Ánh mắt hơi ngưng tụ, chỉ giao cùng Trương Nhược Trần tâm linh tương thông, biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói: "Ta dám khẳng định, nhất định là chân thân đại tôn. Ta hiểu rồi, các ngươi là cảm thấy, ta mới là uy hiếp lớn nhất." cho nên mang ra một vị thủy tổ đã ngã xuống nhiều ra. Muốn uy hiếp ta sao? Trương Nhược Trần cùng trì giao, dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, thề nguyện không có tác dụng gì, nhưng rằng coi như bây giờ, chính là ngồi chờ chết. Sao không thử tín nhiệm ta một lần? Trương Nhược Trần kỳ thật cũng biết, có lẽ mở ra ngũ thải lưu ly cháo, trợ giúp cái diệt khôi phục tu vi, đã là hạ sách lựa chọn tốt nhất. Trương Nhược Trần từng bước một đi lên cầu thang đi về phía lồng lưu ly ngũ sắc cái diệt trong mắt hiện ra một đạo tán thưởng vẻ nói tin ta lần này sau này chúng ta chính là sinh tử chi giao chỉ giao lo lắng nói nói thật cho chí trụ biết ta thật sự cảm ứng được chân thân đại tôn chí trụ cứ như vậy chắc chắn đại tôn đã ngã xuống sao nếu có thủy tổ trên đời đã sớm quét sạch tu sĩ có ý đồ diệt thế sao cho bọn họ động loạn vũ trụ chỉ giao nói mà trên thực tế đại tôn đích xác còn sống. Đây là, Linh Yến Tử nói cho ta biết, cái diệt đồng tử co rút thật sâu. Nói, Linh Yến Tử còn sống, tổ thần của thần cổ xào chính là Linh Yến Tử. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần leo lên 72 bậc thềm đá, đứng trên bình đài rộng trăm trường, chịu màu đen điện linh hồn hỏa ảnh hưởng. Nơi này hôn ám vô cùng, chỉ có năm màu sắc rực rỡ lưu quang, tại mặt đất cùng trên vách tường thỉnh thoảng chiếu xạ mà qua. Trên vách tường. Có một hàng tổ văn khắc chữ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Muốn lấy, tất phải cho đi, giữa sinh diệt đều là định số. Trương Nhược Trần từ trên thềm đá đi xuống, đem 16 chữ tổ văn này nói cho hai người. Cái diệt nói, ta nói cái gì? Ngay cả Bất Động Vương Đại Tôn cũng nói, đây là định số, sẽ không bởi vì chúng ta không lấy điện linh hồn hòa. Trong Minh Hà không biết khủng bố sẽ không xuất thế chẳng lẽ thật sự đem ngũ thải lưu ly cháo cùng điện linh hồn hòa. Chắp tay tặng cho vị lão tộc hoàng nguyên đạo tộc kia. Chỉ giao nói, lý giải của trí thượng chủ, có bất công không, muốn lấy, tất phải cho đi, đây không thể nghi ngờ là đang nói cho chúng ta biết. Muốn lấy được cái gì, trước hết phải tự hỏi mình phải trả giá cái gì. Giữa sinh diệt, là để cho chúng ta lựa chọn giữa sinh và diệt. Cái diệt nói, đương nhiên là chọn sinh. Chúng ta sinh, thiên hạ diệt, hiện tại tất cả bán tổ đều đi u minh địa lao. Ai tới ngăn cản tân quỷ dị khủng bố xuất thế? Cái diệt nói, thần cổ sao, linh yến tử, lúc này, vô ngã đăng thanh âm, từ ngoài điện truyền đến. Các ngươi đừng tranh chấp, trận pháp sắp gánh không nổi. Trương Nhược Trần lôi kéo chỉ dao, hướng ngoài điện đi ra, âm thầm truyền âm hỏi. Thần cổ sao tổ thần, thật sự là linh yến tử, lửa hắn, chỉ có như vậy cho dù hắn biết rõ chúng ta có thể đang lừa hắn. Trong lòng hắn cũng ít nhiều sẽ có một chút kiêng kỵ. Chỉ giao nói, đi tới cửa điện, Trương Nhược Trần nhìn về phía đã xuất hiện vết nứt nhân gian luyện ngục đồ trận pháp. Trên mặt không có bất kỳ hoảng loạn, nói, ta đã biết, nàng vì sao lại cảm ứng được đại tôn là thật không phải hư khí tức. Không phải đại tôn chân thân, mà là đại tôn lưu lại thiên vũ thế giới. Bất động minh vương đại tôn tu luyện ra 27 trọng thiên vũ giống như 27 tòa thủy tổ giới, trong đó 9 tầng, trần áp tại thiên nhân thư viện. Trương Nhược Trần nói, nếu như ta đoán không sai, tựa như thiên nhân thư viện, phải đợi hùng tiêu ma thần điện bị phá hủy, thiên vũ thế giới mới có thể xuất thế. Hùng tiêu ma thần điện chỉ là tầng thứ nhất áp chế lực lượng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể mở ra ngũ thải lưu ly cháo trước? Để cái diệt hấp thu điện linh hồn hòa, sau đó kích phát ra thiên vũ thế giới đại tôn lưu lại. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao hai mắt, nói: "Nếu như ta nói, ta phải lấy ngũ sắc lưu ly cháo mới có thể phá bất diệt vô lượng trung kỳ, nàng sẽ ủng hộ ta sao? Đừng vội trả lời, bởi vì chính ta cũng không có đáp án. Đại Tôn Thiên Vũ thế giới chỉ là suy đoán của ta. Có khả năng Hùng Tiêu Ma thần điện bị cái diệt mang đi." "Ta ủng hộ Trần ca." Trì Giao nói: "Trần ca, nếu huynh sớm nói ngũ thải lưu ly cháo, đối với huynh có tác dụng lớn như vậy. Lúc trước ta nhất định cùng cái diệt khuyên Trần Ca mở ra. Cái diệt đi ra, nói, hai người các ngươi rốt cuộc đang truyền âm trao đổi cái gì? Rốt cuộc có quyết định hay không? Nếu không các ngươi nghĩ biện pháp triệu hoán bất động vương đại tôn ra trước. Câu phía sau, hiển nhiên là đang trêu chọc bọn họ. Chỉ giao nói, Trần Ca nói, trí thượng trụ không giống với ma thần khác. Chính là hào kiệt giữ lời hứa, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Như vậy hiện tại, ta đương nhiên là nghe hắn. Trợ giúp trí thượng trụ lấy điện linh hồn hòa. Khôi phục tu vi toàn thịnh. Nói xong, nàng liền trước một bước đi vào trong điện. Đi lên 72 thềm đá. Phóng thích ra 20 trọng thiên vũ. Dẫn ngũ hành hỗn độn thần khí. Đánh ra ngoài, cái diệt nhìn thoáng qua trong điện. Hiển nhiên không thể tin được. Chỉ giao vừa rồi thái độ kiên quyết lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn nói. Nàng nói đều là sự thật sao? Trương Nhược Trần nghiêm túc gật đầu, nói, có thể thành trí thượng chủ, lại làm sao là người bình thường. Ở trong lòng ta, vẫn cho rằng cái diệt huynh cùng ma thần khác không giống nhau. Sau nhiều lần cân nhắc, vẫn là quyết định tin tưởng phán đoán của mình. Hy vọng ta không có nhìn lầm người. Trương Nhược Trần cũng đi vào trong điện, bay tới phía trên thềm đá. Phóng thích ra chín màu sắc rực rỡ thủy tổ thần khí cùng thủy tổ thần văn. Trợ giúp chỉ giao. Phá đại tôn lưu lại ngũ thải lưu ly cháo lực lượng. Hết chương 3867 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.